bạn đến kênh mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn kỹ lại cái phần tỉa trái cho mít nha các bạn. Tại cũng có một số bạn yêu cầu là hướng dẫn kỹ hơn về tỉa mít đối với cái cây nó nhỏ nha các bạn. Thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết như sau, mời các bạn tham khảo nha. Đối với cây nhỏ như thế này nha các bạn. Thì đối với cây nhỏ như thế này thì nó cũng ra bông nhiều các bạn ơi. Đó, ra bông nhiều nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy trái kỹ rồi nha. Đây. Thì đây bông nó nhiều. Cây thì nó cũng không có được lớn không các bạn ơi. Thì đây thì trái này cũng các bạn dòm thì nó, cái màu này cũng vẫn đẹp ha. Thì hôm rồi chứ video trước á mình cũng hướng dẫn đó là dòm cái cuống đẹp, màu đẹp là mình ưu tiên lấy nha các bạn. Thì trái này mình cũng lấy luôn nè. Đây. Đó. Lấy nha. Thì quan trọng là lá đài bên đây nha các bạn. Lá đài này mình vẫn giữ lại cho cái mít mình nó quang hợp tốt để cho mít mình sau này nó lớn lẹ nha các bạn. Đó. Còn tiếp tục với mấy cái bông này. Tiếp tục với mấy cái bông này thì ta dòm nè. Cuống xanh nhỏ nha các bạn thì mình cũng không có lấy rồi. Cũng như cái trái bên đây cũng vậy nè. Không, các bạn dòm xấu ha. Thì ta cũng cắt bỏ, tiến hành cắt bỏ luôn các bạn ơi. Đó. Còn đối với trái mít như thế này, các bạn dòm nè, cuống đẹp không? Màu cũng được. Nhưng mà dòm lại á, mình dòm lại thì bị eo mớp ở chỗ này nha các bạn nè, các bạn thấy không? Nè nó ốm cong đó. Thì nè các bạn nhìn kỹ nè, gai thì vẫn đẹp bình thường không? Đó. Nhưng mà nó chủ yếu là trái này bị cong ở chỗ này nè, thì mình cũng không lấy luôn. Đó, thì mình cũng bỏ luôn nha các bạn chứ mình chừa lại á. Cái thứ nhất là bông này bị cái trái này bị ốm cong. Cái thứ hai nữa, cái trái này gần gốc sát đất gì nữa bạn sẽ bắt các bạn để sau này là ha, là cái trái nó chậm lớn nè, thứ nhất. Cái thứ hai nữa các bạn phải kê nó cao nữa thì nó cũng chậm phát triển luôn các bạn ơi. Thì mình ưu tiên chủ yếu là mình lấy mấy cái trái trên cao như thế này thôi đó, đó nha các bạn. Đó rồi ta cũng bỏ, tiến hành bỏ này luôn các bạn ơi. Đó rồi xong. Rồi đối với trái bên đây, đối với trái bên đây thì ta cũng bỏ trái này luôn. Bạn dòm cuốn nhỏ ha, cuốn đen nè, cuốn đen có đẹp không? Có đẹp nha, cuốn xanh nữa. Đó bỏ nè. Đó trái này cũng bỏ luôn bạn ơi, bông xấu quá. Tiếp tục bên đây luôn. Rồi đối với trường hợp như thế này, đối với trái này thì có chứ, trái này chúng ta dòm kỹ lại nè. Bạn dòm kỹ nha. Bông nè. Cái trái này cũng đẹp nha. Nó mà bạn thấy không? Gai nè. Gai nó đều gai không? Mặc dù cái trái này trái là nó lớn đầu tiên. Còn trái này trái hậu bị nha các bạn. Nhưng mà trái hậu bị này gai nè, bạn dòm không? Nó bị đen nhiều quá. Thì bạn để sau này thì nó cái da nó không đẹp màu luôn nha các bạn. Vẫn bỏ tại vì phấn lúc mà nó trổ ra nó bị nhị, nó bị lem rồi do mưa thời tiết các bạn. Thì trái đầu này thì các bạn dùm kỹ, gai nó đẹp ha, thì chúng ta cũng bỏ luôn bạn ơi. Bỏ trái hậu bị đi, bỏ trái hậu bị đi, mình lấy cái trái lớn ban đầu thôi. Đó rồi nè, bạn dùm này không, hơi chói nắng các bạn thông cảm nha. Thì đối với trái này cái nhánh này nó cũng vừa đủ nuôi nên mình quyết định là mình chừa cho nó hai lá đài luôn nha các bạn. Đó, chừa cho nó hai lá đài luôn, hai lá đài ngoài cùng chứ một lá bên đây là ba, không? Thì cũng như mình nói ban đầu rồi đó, là nếu mình chừa nhiều lá đài thì trái mít mình có khả năng quang hợp tốt, thì nó sẽ hút được quang hợp tốt, thì hút được nhiều dinh dưỡng thì trái mít mình sẽ lớn ngon hơn. Đó bạn dòm ha, đẹp ha, gai đều gan ha, màu thì ok nha các bạn. Đó. Đối với cái gai cây này thì mình chỉ chừa hai trái thôi các bạn ơi, tại vì các bạn chừa nhiều trái quá thì nó sẽ không đạt nha các bạn. Đối với mấy ông con này thì mình bỏ hết luôn nha, mình tỉa bỏ hết, mình chủ yếu lấy hai trái này thôi.
Thì đây là một số chia sẻ kỹ hơn như các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và xem kênh của mình. Mình cảm ơn rất nhiều và hẹn lại video tiếp theo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.